Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đồng Nai đang đồng loạt ra quân, tuần tra kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là xử lý vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quá khổ, quá tải. Trong đợt cao điểm này, Công an Đồng Nai đã thành lập nhiều tổ công tác, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung xử lý tận gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, vi phạm tốc độ đi sai phần đường, làn đường, vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51 và các tuyến đường tỉnh lộ khu vực đông dân cư. Để đảm bảo cái tình hình trật tự an toàn giao thông từ giờ cho tới trong trước cuối năm thì lực lượng BC08 với cái tinh thần là kiên quyết để thực hiện cái mệnh lệnh của đồng chí thứ trưởng, thiếu tướng Nguyễn Văn Long cũng như đồng chí giám đốc tỉnh thì đã tập trung toàn bộ lực lượng để mà kiểm tra toàn diện, truy tận gốc và yêu cầu tất cả các lái xe lưu thông trên tuyến địa bàn qua Đồng Nai thì đều phải làm tốt cái điều tra công tác cơ bản và yêu cầu làm cam kết và liên hệ phối hợp với lại đơn vị chủ quản để mà có cái biện pháp răn đe cao hơn. Nếu như một số những cái phương tiện xe cộ mà trong cái thời gian qua thì cũng theo cái đặc thù tuyến địa bàn và cái thứ hai là do cái vùng biển thì mùa này là mùa mưa cho nên là lưu lượng phương tiện là có cái tiềm ẩn lưu thông trên đường là có cái nguy cơ là dẫn đến tai nạn, và đặc biệt là những cái tuyến đường dài đèo dốc cũng như là về vị trí địa lý thì BC08 trên cơ sở là điều tra tuyến, điều tra cơ bản và thực hiện nghiêm cái mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên và với tinh thần là đảm bảo tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, đem lại hạnh phúc bình yên cho nhân dân. Ghi nhận trong 2 ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 700 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, phòng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý 450 trường hợp, công an các huyện, thành phố xử lý hơn 300 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn 154 trường hợp, ma túy 1 trường hợp, vi phạm tốc độ 135 trường hợp, quá tải trọng 27 trường hợp và hơn 200 trường hợp vi phạm các lỗi khác như điều khiển phương tiện đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không có giấy phép lái xe, không đóng cửa khi xe đang chạy, để hàng hóa trong khoang chở khách, chở quá số người quy định. Xây dựng kế hoạch chuyên đề và trong thời gian gần đây thì do diễn biến phức tạp của địa bàn khu vực quốc lộ 20 thì chúng tôi đang quyết liệt để xử lý những phương tiện như là xe ô tô khách, ô tô tải đầu kéo và các loại xe ô tô tải khác là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông. Cán bộ chiến sĩ sẽ quyết tâm thực hiện các chuyên đề, các kế hoạch quyết liệt nhằm kéo giảm cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương. Riêng trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51, 4 tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản 14 xe ô tô khách vi phạm tốc độ, chạy lấn tuyến và 36 xe ô tô tải chở hàng quá tải trọng. Trong đó có gần chục trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng từ 100% đến 150%. Thì tôi nói thiệt thì xe xúc nó xúc lên thì tôi cũng chưa căng, tôi cũng chưa biết là nó quá tải không. Bây giờ tới đây mấy anh công an thì căng thì tôi mới biết thôi, chứ còn thật sự thì xe xúc nó xúc lên nó cũng đâu có giấy tờ gì đâu. Thế anh biết là như xe vi phạm quá tải cái lỗi xử phạt như nào thì anh cảm nhận thế nào? Thì nói chung thì bây giờ phải chấp hành thôi, chứ bên công an xử lý sao thì tụi tôi chấp chịu vậy, chứ giờ biết sao giờ. Để được ra quân cao điểm có hiệu quả, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị địa phương tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện, thiết bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra việc kiểm tra xử lý phải tiến hành một cách triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, nhất là trên các tuyến địa bàn và vào các khung giờ có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông, để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện, xử lý nghiêm với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.